Hello các bạn, rất vui các bạn đã quay lại với kênh của mình. Các bạn nhớ like, share and subscribe kênh của mình để nhận được những cái video hay để bổ ích cho vấn đề kiến thức về xây dựng các bạn nhé. Nhớ like, share, subscribe đấy. Thì đây là mình review về cầu kết nối giữa hai cái tòa nhà với nhau. Thì nhịp của cái cầu này là 20 m ở độ cao 90 m. Thì mỗi cái ô nhịp này, mỗi cái thanh đứng này cách nhau cỡ 2 mét nha các bạn. Thì ở trên nóc luôn á là cái chỗ mà người ta đi bộ được lắp một cái hệ kính cường lực dày cỡ 3 lớp, cỡ 6 6 mm, 6 mm kính cường lực để vừa chịu lực và vừa thấy được ở bên dưới, cạo tạo một cái cảm giác rất là hấp dẫn khi đi qua cầu này nha các bạn. Rồi cái thứ hai nữa là cường độ thép ở đây thì cỡ khoảng là 340 MPa, cường độ bu lông thì cỡ khoảng 1.100 MPa, tương đương với cấp độ bền là C là 12.9 nha các bạn, nhập ở bên Đức về. Còn thép thì mình không cần phải nhập ở bên Đức về, mình lấy trong nước cho nó rẻ tiền. Rồi thì các cái thanh đứng là y 200 300, độ dày của bản cánh và bản bụng đều là 10 ly hết. Đó, với cái thanh cánh trên, thanh cánh dưới ha, mình gọi là cái dầm chính đi, thì độ dày của nó là 20 ly, kích thước là 400 400. Thì các bạn có thể nhìn rõ hơn, đây là cơ hội cho các bạn, nhất là sinh viên á, sẽ thấy được cái chi tiết của các cái chi tiết liên kết của các cái hệ gian. Ra thực tế người ta làm như vậy, và liên kết này là liên kết bằng bu lông nhé các bạn, không phải liên kết hoàn toàn, để khi đem ra ngoài công trường dễ lắp dựng, chứ hàng là ra ngoài công trường hàng là không không chất lượng lắm là mình không có đảm bảo được. Với lại bu lông có thể là tháo ráp một cách nhẹ nhàng, dễ dàng lắp dựng ở bên trong nhà máy, thử tải đủ thứ hết rồi mình vẫn có thể tháo ra và đem ra ngoài công trường lắp dựng cũng được, còn hàng là chết luôn rồi đó. Đây là cái thanh chống xiên ở bên trong. Nói chung là cái này là dàn theo 3D luôn, rất là cứng, rất là an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Bởi vì khi mà cái cầu này lên rồi, nhiều khi người ta check in là bu đầy ở trên đó, thì tính mạng con người ở trên này là rất là nguy hiểm, cho nên thiết kế phải cực kỳ an toàn, hệ số an toàn cũng rất là cao. Tiêu chuẩn thiết kế của cái cầu này không có gì lớn lao, đó là tiêu chuẩn Việt Nam thôi các bạn. Mình thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam và yêu cầu là an toàn là trên hết, chứ không có phải là thiết kế tiêu chuẩn này nọ để giảm chi phí này nọ. Cái này là mình thiết kế là phải chắc cú, là cái đã trước mắt là cái chắc cú. Đây các bạn, đây là nhìn liên kết của hai cái dầm với nhau, hai đoạn dầm với nhau bằng cái liên kết này. Ở trên là các bạn táp lại rồi, và cái nó là cái móc để cẩu lên các bạn. Móc chừa ra đó để cẩu. Thì với cái hệ cầu này thì theo mình nghĩ nó cũng không phải có gì đặc biệt hơn, nhưng mà nó cũng phổ biến cho những cái dạng cầu dưới đất. Cái điều nó đặc biệt hơn cái là nó nằm ở trên cao thôi. Thì đấy, đây là một cái, các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái chi tiết liên kết, chi tiết liên kết của cái hệ cầu này. Thì tính toán cái hệ cầu này thì theo mình cũng không có phức tạp lắm đâu. Nó cũng có thể vấn đề liên quan tới vấn đề là khu vực của công trình đặt là có động đất mạnh hay không nữa, và lực gió của hai tòa nhà này nó sẽ được phân tích gọi là những cái tổ hợp là nguy hiểm nhất để mình làm cho cái cầu, nó ứng xử của cái cầu trước sự tác động của hai tòa nhà, thì nó sẽ cho nội lực của các bạn tính cốt giống như là cái cốt thép một cách bình thường thôi. Đây là toàn bộ cái hệ cầu. Đây là cái chi tiết mình quay rất là nhiều lần cái chi tiết liên kết, bởi vì nó là liên kết ba, một nút này là ba 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 hướng, 3D mà.
Cái này nó là quay kỹ cho các bạn coi luôn để có gì góp ý thêm. Để bây giờ góp ý thì cũng rút kinh nghiệm cho lần sau thôi. Đây là đây, các bạn sẽ thấy rõ từng nét một, mình quay rất là sát cái liên kết của hai cái đoạn cầu. Và các bạn chú ý là mấy cái bảng mã ở dưới này ha, các bạn cái sườn sườn gia cường này không phải gia cường để cho bạn cánh, là bạn cánh khi nào tính là dư sức rồi, không cần phải gia cường. Nhưng cái chỗ đó mình cấu tạo thôi, nhưng mà cấu tạo cũng có chú ý chứ không phải là cảm tính nha các bạn. Còn cái anh công nhân này này, ảnh chuẩn bị là ảnh là siết con vô long bằng cần lực. Lực siết của con này tính ra mô men xoắn và lực siết là nó chỉ cỡ bằng 70 đến 80% khả năng kéo đứt của cái con vô long này. Siết 70 thì đối với vô long cường độ cao và sự vô long dưỡng lực thì nó làm việc theo cơ chế là ma sát nha các bạn. Nếu cái liên kết này mà chủ yếu là chịu ma sát ép mặt giữa cái hai bảng bả, giữa cái hai tấm thép với nhau, các bạn mà siết mà không không ok á, là nó sẽ mất tác dụng. Cái hệ cầu này thì chống rỉ bằng cách nhúng kẽm toàn bộ nha các bạn. Còn hiện tại giờ thấy anh công nhân anh đang xây cái con bô lông màu trắng á, là bô lông thường để thử nghiệm thôi, nó sẽ không kêu cái cạch. Khi mà các bạn vặn kêu cái cạch một cái có nghĩa là đã đạt cường độ, đã kéo cái kéo đủ. Còn ở đây không kêu cạch nó bị hư vô long rồi các bạn. Đây nhìn tổng thể cái cầu một lần nữa ha. Rồi đó, ở dưới là những cái cục tải chuẩn bị á, chất lên để thử thử tỉnh thử trong nhà máy xem thử cái cầu này nó võng bao nhiêu. Thì cái quả võng của cái cầu này nó chỉ có 1 2 ly, chứ có nghĩa là gần như là không có võng luôn các bạn. Phải chắc chắn. Và thứ hai nữa là cái cầu này đi là không có rung, chắc chắn là không rung luôn nè các bạn. Thì ai muốn check in check out gì ở trên cái cầu này yên tâm. Còn một số cái cầu thiết kế mình đã đi ngang qua rồi nó bị rung nha các bạn, mà mình không dám đi luôn. Thì cầu này á, là sau khi mạ kẽm nó màu trắng nha các bạn, và được gắn đèn chiếu sáng vô vào ban đêm thì cực kỳ là lấp lánh. Có ai rảnh nên lên đây check in xin ý kiến nha các bạn. Rồi các bạn chờ đó, đây người ta dùng cái cần trục trong nhà máy để cẩu những cái dầm, tận dụng những cái dầm y ở trong nhà máy để làm tải chất lên để thử tỉnh, thử thử tải luôn nha các bạn ha. Loading test để coi thử cái cầu này võng bao nhiêu. Nếu ví dụ như mà nó võng nhiều á thì ra thực tế người ta sẽ làm cho cái cầu này nó vồm lên một chút, thì khi nó võng nó quay trở lại bình thường. Nhưng mà cái này thì vừa rồi thử tỉnh thử thử tải thì không có thấy võng nhiều, cho nên mình yêu cầu là không cần phải vòm lên, hay người ta gọi trong xây dựng, người ta gọi, trong mấy anh cai gọi là bơm bê đó, không cần bơm bê lên nữa. Đấy. Đây các bạn sẽ nhìn được là mấy anh, cái anh mà đang đứng ở trên đó là sau này là chúng ta đi bộ trên này ăn chơi nhảy nhót và dự tiệc ở trên cái sàn trên đó nha các bạn. Còn mấy cái sàn dưới này thì không có xài. Thì tùy theo ý đồ của kiến trúc sư, người ta không cần cho người đi ở bên trong cái cầu đó, đi ở trên máy ăn công nhân á, là đang đi là mai mốt là tụi mình anh em mình lên đó check in nha. Đó thấy anh công nhân đi giờ thì trên đó sẽ có một cái hệ lan can ha, và một cái sàn kính dưới, ở bên dưới là lấp lánh những cái ánh đèn vào ban đêm. Thì cầu này kết nối giữa hai tòa nhà, một bên là hồ bơi và một bên là một cái quán cà phê, để khi mà các bạn uống cà phê giải trí bên đó và muốn tắm thì mà đi qua cầu, không cần phải đi xuống dưới đất và đi qua bên lóc bên kia nha các bạn. Đây là những hình ảnh mà các bạn có thêm những cái cục tải ha, kéo lên để chất. Tiếp theo thì các bạn coi đây là các cái kiểu. Cái này mình đã up lên group rồi, các cái kiểu gọi là
thiết kế cái cầu liên kết giữa hai đầu cầu với cái tòa nhà thì có rất là nhiều kiểu, từ có tới 5 6 kiểu gì đó. Thì mình giới thiệu một số kiểu ra, kiểu số nhất, hai, ba, tư. Thì các bạn sẽ coi cái dự án của mình nó phù hợp với cái kiểu của nào thì các bạn sử dụng với cái kiểu đó. Và đương nhiên trong quá trình các bạn dùng kiểu gì nữa cũng phải có tư duy phân tích nữa, chứ không phải sử dụng hoàn toàn cái kiểu của mình đề ra. Thì cái kiểu 4 và kiểu 5 thì khá đặc biệt, nó sẽ có cái hệ Isolate Rubber, là hệ gối cách chấn của bằng cao su, cái này phải nhập ở bên nước ngoài về các bạn. Việt Nam mình cũng có sản xuất rồi nhưng mà rất là hay thay nó hàng hàng tháng luôn, không có bền. Thôi cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ nha, bye bye.